Tập 23. Anh Cao, Tử Kiến. Tân Tử về rồi à? Anh Ái, cho anh coi nào. Được rồi đó. Cho anh xem nào. Được đó, còn để trâu nữa. Rồi rồi, có nhớ tôi hay không? Cuộc sống thăng trầm hợp với anh đó. Mau nào, mau ngồi xuống. Để anh rót nước cho em. Nhưng mà phải nói, em để trâu rất là hợp đó. Cảm ơn. Em ở bên đó sống như thế nào rồi? Nói cho chúng tôi nghe đi. Giống như anh nói đó, em tắt hết điện thoại, không nghĩ đến chuyện gì hết. Ngày nào cũng chán loãng râu ngược, rảnh rỗi thì đi dạo quanh núi, hít thở không khí trong lành, rất là sảng khoái. Nghĩ kỹ rồi chứ, nghĩ kỹ rồi. Tốt quá, em không thể không có Lâm Tiêu. Suy nghĩ kỹ rồi là vậy sao? Đây là phát điên rồi. Đương nhiên là em nghĩ thông rồi. Em cảm thấy câu chuyện này không thể trách Lâm Tiêu được. Cứ trách thì trách tên nhóc kia. Bây giờ em đã nghĩ ra rồi. Ngày mai em sẽ đi tìm cô ấy. Em phải kéo cô ấy về bên em. Không phải là em định làm thật chứ. Em phải giành lại cô ấy. Thiên thời địa lợi, chắc chắn thắng lợi. Tôi tới đi. Đúng, Tương Tử. Không ngờ cậu còn có thể tới đây đó. Nào, mau vô trong. Vô trong đi. Thật sự ngại quá. Trong đi. Là sao chứ? Chuyện là Tiêu Tiêu không phải đi Mỹ rồi sao? Tiêu Tiêu đi Mỹ rồi. Từ bao giờ vậy? Vừa đi hôm qua. Sao chú không nói cho con một tiếng? Chuyện của con trẻ, con bé không cho chú quản. Con bé nói, nó đã gọi cho con rồi, nhưng mà gọi không được. Anh Ái thật nho nhã, còn dùng bút lông luyện chữ. Là viết thư đó. Em dùng thư điện tử không phải nhanh hơn sao? Còn dùng bút lông viết, thật là nhiều chuyện đó. Ban đầu Lâm Tiêu gửi rất nhiều thư cho tên kia, anh ta còn giả như không nhìn thấy còn gì. Em viết thư tay, nhờ ba cô ấy gửi đi Mỹ. Cô ấy nhất định cảm nhận được tấm lòng của em. Tương Tử à, đây đâu phải phong cách của em đâu. Thay đổi phong cách không được hay sao chứ? Đừng có đứng nhìn em như vậy. Để coi viết cái gì. Đây đây. Người ở đầu sông, ta ở cuối sông. Ngày ngày mong nhớ, không gặp mặt, cùng uống nước Trường Giang. Thâm tình quá rồi. Hai người hiểu gì chứ? Mau đi đi, đừng làm loạn. Viết thứ đó làm gì chứ? Tôi tới đây. Chú Kim tới rồi. Mấy ngày nay chắc mệt lắm. Chỉ lo lắng một mình Tương Tử thôi mà. Thằng nhóc này hai ngày nay vừa nhìn thấy tôi là đã ngâm thư cho tôi rồi. Tôi thấy đáng sợ quá. Có khi nào không giống con trai chúng. Có thể là trước đây tùy tiện quen rồi, đột nhiên trở nên nghiêm túc, cho nên hơi quá đáng. Đúng. Hai đứa giúp chú chuyện này. Bây giờ chú đã không thể giữ được cháu nội, không thể đến con trai cũng đánh mất. Chú yên tâm đi, tụi con sẽ có cách mà. Cứ như vậy được không? Chắc chắn là không được rồi. Lãng tưởng quay đầu thành si tình, có nghĩa là sắp có chuyện lớn đó. Bây giờ phải làm sao chứ? Lấy độc trị độc, kéo cậu ta về hiện thực. Sao hôm nay vắng khách vậy? Tương Tử à, tới rồi. Tới rồi. Góc một giờ chỗ tôi, mỹ nữ xuất hiện rồi. Tương Tử. Tới rồi. 2 giờ. Hướng 2 giờ. Hướng 3 giờ. Tới rồi. 2 giờ. Anh Ái à, cô của anh kìa. Hoàn toàn không có hứng thú.
qua nói chuyện với người ta, tiếp xúc tìm hiểu. Không biết. Hoàn chân thì không có hứng thú. Đi với người khác chơi, giả trang. Không phải. Đi đi. Em cũng không biết. Vậy anh biết chứ? Anh ca từ lúc nào trở nên dung tục vậy? Tôi thấy anh ta bình thường thật thà, chỉ là giả bộ. Nói bừa, anh Cao không phải loài người đó. Tương tử à, nói xong rồi. Hai em sinh viên không có người yêu, người ta đồng ý lâu sớm của em rồi đó. Cho làm quen đi, coi đó nói chuyện với người ta đi. Đi đi chứ. Anh đang giúp cậu ta đó. Nhìn bộ dạng háo sắc hèn hạ của anh, người không nhận diện lại mà giúp đỡ hay sao chứ? Vậy là đúng rồi. Tôi đau đầu, tôi về trước đây. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Bây giờ lớn chuyện rồi, không muốn tốn với phụ nữ nữa. Anh đã nói với con nhà người ta rồi, bây giờ phải làm sao? Mỹ nữ giao cho anh đó. Em đi theo anh ấy. Nói với người ta rồi mà không tới, có hơi thất lễ đó. Tốt nhất vẫn nên đi. Anh ấy hôm nay là viết gì vậy chứ? Viết cái gì đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là đây là bức thư số 7749 của tôi. Tôi quyết định thu tay rồi. Tương tử à, có phải là Lâm Tiêu chưa trả lời lá thư nào không? Có trả lời hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là trong lòng cô ấy có em, trong lòng em có cô ấy, như vậy là đủ rồi. Em làm gì được nữa chứ? Không lẽ chạy qua Mỹ sao? Làm phiền cuộc sống an toàn của cô ấy. Sao em có thể làm chuyện gì được? Anh ấy thật rộng lượng. Thực ra em không thiệt. Thật đó. Giờ có chuyện lần này, em cảm thấy mình trưởng thành hơn nhiều. Vì cho em trải nghiệm sự căng thẳng trước khi làm cha, cũng cho em trải nghiệm sự hạnh phúc của việc làm cha. Em nghĩ cảm giác này có tiền cũng không mua được. Nếu như kêu em trải nghiệm lần nữa, em đồng ý không? Em đồng ý. Không có tiền cũng không mua được. Nếu như kêu em trải nghiệm lần nữa, em đồng ý không? Không nhớ nữa. Không được nhắc chuyện này nữa. Hôm nay em mời chúng ta đi chơi. Đúng rồi, đây mới là ái tên biết ta, tiếp tục đi mà chúng ta biết chứ. Trở lại rồi. Mau mở cửa. Ai vậy? Tôi tới đây. Chị Tiểu Lôi, phi hàng không của Tương Tử. Mọi người vắng nhà, tôi ký nhận giúp đó. Lâm Tư gửi từ Mỹ về. Trong lòng cô ấy vẫn còn có tôi. Mối quan hệ này vẫn còn hy vọng. Tôi phải đi Mỹ. Tôi phải đi Mỹ rồi. Thật đó. Bây giờ tôi thu dọn hành lý. Tôi phải đi Mỹ. Tương tự gần đây hơi bận. Bận tới nỗi bỏ quên luôn cả bản thân mình. Có nhiều lúc chúng ta đều bỏ quên bản thân mình. Nói một cách chính xác là đánh mất bản thân. Mất ở công việc, tranh cãi, đi đường. Nhiều hơn nữa là đánh mất trong mắt người khác. Vậy nên mới nói, tuyệt đối không được quá để ý ánh mắt người khác. Nếu không thì cuộc sống của bạn sẽ trở nên giống như một chiếc quần trắc, có phải hay không? Người khác nói cái gì thì bạn phải đón nhận hay sao chứ? Thật là nực cười. Tương tự, đừng thu dọn nữa. Làm gì vậy? Mọi người làm gì vậy chứ? Tôi vừa mới xếp xong. Tạo công ăn việc làm cho tôi chắc. Không phải làm loạn. Chúng tôi là thêm loạn. Không phải. Chúng tôi cũng không phải thêm loạn. Sợ bản thân cậu loạn hơn. Cậu thực sự đừng thu dọn nữa. Cậu có chuyện gì cứ nói cho chúng tôi trước. Phải rồi. Trong thư rốt cuộc Lâm Tiêu đã nói gì với anh? Sao anh như phát điên vậy chứ? Bây giờ cậu đừng có, đừng gấp nữa. Làm gì vậy chứ? Cậu có chuyện gì thì viết tôi đi. Tôi gửi cho. Anh không về nữa hả?
Tôi không chừng qua bên đó ở luôn một thời gian đó. Trận chiến này không thể đánh nhanh thắng nhanh. Tôi sẽ chuyển qua đó đánh lâu dài, chuẩn bị không thường. Không phải Khương Tử, lùi lại, phiền quá. Tôi nói chuyện nghiêm túc đó, chính là ai đã cho cậu niềm tin. Và đó chắc chắn sẽ đưa Lâm Tiêu trở về. Có chuyện gì mà anh không dự đoán trước được chứ? Ví dụ là tôi đi, anh có nghĩ rằng tôi có thể nghiêm túc theo đuổi một cô gái hay không chứ? Quỳ cũng không tin. Nhưng mà có, tôi lại làm gì? Không phải đâu anh ấy. Lâm Tiêu tuy là người tốt, nhưng về là qua đã có chủ rồi. Phải đó, cái tên mập đó bộ dạng như vậy, nó còn không trời dành nổi chuyện. Tôi chỉ cần cố gắng hết sức. Quà thơm tức đổi chủ. Không được rồi Cương Tử. Tôi đứng im. Tôi nói chỉ cần cố gắng hết sức. Quà thơm tức đổi chủ. Không được rồi Cương Tử, tụt trước không? Cậu đang tính đi Mỹ, không phải đi Liêu Quốc. Quên mất một chuyện, chuyện quan trọng. Xin chào, tôi muốn mua một vé máy bay đi Mỹ. Thời gian thì càng nhanh càng tốt. Tôi quên thật đó. Tôi thật sự bận tới hồ đồ rồi. Tôi xin lỗi. Xong rồi tôi sẽ gọi lại cho cô. Đi Mỹ còn phải làm visa nữa. Nhiều lời. Đi Liêu Quốc còn phải làm visa. Kiếm công ty đại lý làm cho. Hộ chiếu đâu rồi chứ? Hộ chiếu. Tình yêu thật sự khiến anh ta hồ đồ rồi. Phải giúp cậu ta thôi. Có duyên quá. Phải, có duyên. Có nghĩa là gì vậy? Chọc mèo hay sao? Thôi vậy, bước đến vừa giả, ra đi vừa giả thôi. Đợi một chút. Ông hãy nói rõ ra xem, điều đó có nghĩa là gì? Trong 10 ngày tới, cũng ắt có đại họa. Tôi cũng không giấu gì ông. Nếu như ông không biến đi, đang theo đuổi kính này, tôi sẽ khiến ông gặp đại họa ngay bây giờ. Ông có tin không? Đây là chính kiếm của tôi. Tới lúc đó cậu tới kiếm tôi. Có duyên sẽ còn gặp lại. Không phải tôi chỉ thiếu chứng minh tài chính hay sao chứ? Anh hãy sắp xếp cho tôi. Cậu cuối cùng cũng được. Sau này tôi bổ sung thêm. Không được đâu. Hồ sơ của anh không đầy đủ. Chúng tôi không thể tiếp nhận anh vào đoàn. Anh cố tình làm khó tôi đúng không? Không ai muốn làm khó anh. Đây là yêu cầu cơ bản của đại sứ quán. Đừng lấy đại sứ quán ra nói với tôi. Tôi nghi ngờ anh đang kiếm chuyện làm khó tôi mà thôi. Anh lịch sự cho. Nếu như anh có tiền thì chứng minh ra đi. Tôi thụ lý hồ sơ cho anh. Nếu không có tiền thì đến từ đâu có gì chỗ đó. Ai không có tiền chứ? Ai không có tiền? Là thái độ gì đây chứ? Từ giám đốc các anh ra đi. Muốn đánh nhau hay sao chứ? Thái độ gì đây? Bảo vệ, lôi anh ta ra ngoài. Từ giám đốc các anh ra đi. Đừng động vào tôi. Alo, 110 mà. Đừng có cản tôi chứ. Cương Tử, sao em không chịu nhẫn nhịn nơi công cộng vậy? Em sao kể với một tên nhân viên làm gì chứ? Anh ta làm nhục tình cảm của em là không đúng. Được rồi, em có lý. Em có thể tiết lộ một chút với anh. Trong khi Lâm Tiêu đã nói gì với em không? Mà em sống chết phải tìm cách đi Mỹ vậy chứ? Lộ một chút với anh. Trong khi Lâm Tiêu đã nói gì với em không? Kim Tục Cương, chào anh. 19 bức thư của anh em đều nhận được rồi. Người ta viết thư rất bình thường. Câu chữ nào khiến em nghĩ rằng người ta muốn em đi Mỹ chứ? Là câu này. Dù gì anh ấy cũng là cha ruột của đứa nhỏ. Em lựa chọn anh ấy. Hy vọng anh có thể hiểu. Anh có nhìn thấy ý của câu này nó chính là người ta là cha của đứa nhỏ, không phải em. Quan trọng là hai chữ này, dù gì. Anh có biết nghĩa của nó là gì không? Cô ấy vốn dĩ rất muốn ở lại bên em. Nhưng bởi vì đứa nhỏ đó, cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm mắt kết hôn cùng cha ruột của nó. Em, từ chỗ nào nghe ra? Hay vốn dĩ, chỉ là em nghĩ mà thôi. Đại từ ngầm, anh không hiểu đâu. Từng dòng từng chữ tiết lộ sự bất lực và tiếc nuối. Vì vậy cô ấy mới dùng cụm từ dù gì. Anh thực sự không nhìn ra cái gì mà em nói là đại từ ngầm.
Nhưng từ một câu nói khác, anh thực sự nghe ra đại từ ngầm đó. Chính là câu này. Em lựa chọn anh ấy, hy vọng anh có thể hiểu. Ý nghĩa của câu này rất rõ ràng. Đó là em đừng phát bệnh nữa. Em đã thua rồi. Tin tục cưng đã hoàn toàn phát điên rồi. Chỉ muốn đi Mỹ tìm Đăng Thiên. Cho dù anh có cản cậu ta còn gây chuyện ở sở cảnh sát nữa. Anh nói đầu óc ngân tử có phải thực sự bị tình yêu đốt cháy rồi mới chạm mặt hay không chứ? Anh là bác sĩ đó, nghĩ cách chữa trị cho cậu ta đi chứ. Tôi chỉ làm việc trên mặt, do phẫu thuật của tôi không mở được não của cậu ta. Chào mọi người. Sao ai cũng mặt mày cố có vậy chứ? Là đang làm gì vậy? Là đang giải cứu một người bạn của chúng ta, Kim Tục Cương. Anh ta muốn đi thăm Lâm Chiên, nhưng anh ta không làm được visa. Mà không làm được visa thì không đi Mỹ được. Không đi được thì buồn bã ủ rũ. Như vậy hậu quả chính là rảnh rỗi sinh chuyện. Bây giờ chúng ta cần có kế hoạch ngăn cản, không thể để anh ta đi được. Mọi người là ai chứ? Cậu ta yêu Lâm Tiêu, muốn đi kiếm cô ta, tranh thủ cơ hội cho bản thân. Sao mọi người lại cản anh ta chứ? Tụi anh cho rằng cậu ta đi cũng không ít gì, mang theo kỳ vọng quá cao, trở về sẽ thất vọng hơn, vậy hoàn toàn không cứu cậu ta được nữa. Nhưng mà em ủng hộ cậu ta đi Mỹ. Bây giờ phải thể hiện thái độ sao? Vậy tôi ủng hộ anh Cao. Quế Phương à, bây giờ phải thể hiện thái độ sao? Vậy tôi ủng hộ anh Cao của cậu bộ. Cậu ủng hộ anh Cao đúng không? Ba chọi một. Sợ gì chứ? Cái này cần đánh cược hay sao chứ? Dám cược không? Cược. Tôi rút quân. Lâu rồi không gặp. Không phải, tôi có một người bạn của tôi. Visa của người này có chút vấn đề. Lần đầu tiên xuất ngoại. Alo, anh hỏi giúp tôi coi sao nha. Được rồi. Được rồi. Vào đi. Xin hỏi có hẹn trước hay không chứ? Luật sư Bảo. Y Nhiên. Tôi tới có hơi mạo muội. Có điều quan tâm, không liên quan đến cao bệ thượng. Cô nói gì vậy chứ? Ngại quá, tôi đang hơi lưu thui. Mong ngồi đi. Có điều là tôi có hẹn một khách hàng, 10 phút nữa sẽ tới. Cô coi chúng ta hẹn được ngày mai không? Đây là danh thiếp của tôi. Luật sư Bảo đúng là người thẳng thắn. Đúng rồi. Vì nãy tôi nghe cô điện thoại nói là tính xuất ngoại hay sao chứ? Không phải là tôi, là một người bạn làm visa có chút vấn đề. Vậy cô không cần tìm ai khác. Đây là danh thiếp của tôi, làm thêm ở công ty du lịch. Có gì cứ gọi cho tôi. Dịch vụ làm visa. Phải rồi. Em quá trang bản thân giống như một mình bông di động gì. Em tính làm gì? Em đã tìm hiểu trước thời tiết bên Mỹ rồi. Nhiệt độ nữa. Mặc thế này thích hợp với thời tiết. Anh nói Lâm Tiêu nhìn thấy em, liệu có làm sáng mắt lên không chứ? Rất nổi bật, rất là anh tính. Đừng ảo tưởng nữa. Chuyện visa của em nhất thời không xử lý được đâu. Anh nghĩ rằng em nên chuẩn bị áo lông vũ thì chuẩn hơn. Anh coi anh đó, giống y tôi nói không đúng không? Visa đi Mỹ chắc mấy ngày nữa là có rồi. Luật sư Bảo đã ra tay thì không chơi được. Bảo Tiểu Lôi, hành động thật à? Tiểu Lôi à, được được, tốt quá rồi. Vô cùng cảm ơn. Được rồi. Tiểu Lôi đã thông báo cho em. Người làm visa của em đã thu xếp cho em xong rồi. Hai người cứ yên tâm đi. Vậy tại sao bản thân cô ta không biết thông tin nói với em? Do không muốn gặp mọi người đó. Vào lúc quan trọng, chỉ biết lôi bạn ra trước giận mà thôi. Bảo Tiểu Lôi giỏi thật đó. Anh tưởng cô ta đánh cược được chỉ là trò đùa mà. Ai mà nghĩ cô ta làm thật chứ? Vậy anh mau nghĩ cách đi. Nếu anh không nghĩ ra cách, em sẽ đi Hàng Châu đó. Chuyện lãm anh ra. Em chỉ biết tâm trận bỏ trốn thôi. Anh nghĩ cho cách rồi. Cách gì vậy chứ? Mời phụ huynh ra. Em chỉ biết tâm trận bỏ trốn thôi. Anh nghĩ cho cách rồi. Không ngờ được gặp hai mỹ nữ ở đây đó. Anh là ai chứ? Tôi đây. Đừng giỡn nữa. Hai cô em gái. Anh nhờ người ta giúp mà còn thấy trễ. Cô coi đó. Bà Tiểu Lôi này, sao lại không nói rõ mọi chuyện cho tôi chứ? Người ra tay giúp đỡ là cô hay sao chứ?
Sao lại kêu tôi tới đây đón hai người? Tôi có làm thêm ở lữ hành đoàn. Chuyên viên ở chỗ chúng tôi phụ trách làm visa đi Mỹ. Vậy phải nhờ cô rồi. Chuyện này liên quan tới hạnh phúc nửa đời sau của tôi đó. Đúng rồi, chị Dương à, anh Cao có gửi lời hỏi thăm đó. Có thật hay không? Thật đó. Còn nói tôi nhất định phải chuyển lời cho cô. Khi anh tới đây, anh không biết sẽ gặp chúng tôi mà. Tôi coi cô nói gì kìa, không nể mặt chút nào hết. Vậy thì tôi đi trước đây, tôi còn có gì nhờ cô hết đó. Chú thật sự không biết, giai đoạn này Cương Tử không viết chữ nữa, chắc là uổng hết rồi. Không ngờ chỉ vì một bức thư lại khiến nó trở nên mất hồn mất vía như vậy chứ. Không thích hợp. Cương Tử về rồi à? Chú Kim tới nè. Anh Cao à, em có câu nào dặn dò anh để đưa ông ấy tới đây hay không? Trong lòng em cứ thắc mắc, tuyệt đối không nói ra, tuyệt đối không nói ra với ông ấy. Ông con, nói năng kiểu gì vậy? Ông nào vậy chứ? Đó là cha mày đó. Mày trợn mắt trợn mày với anh ta làm gì? Tao cho mày biết, có người bạn với cậu Cao đi, coi mày là người quan trọng, mày còn không thấy vui hay sao chứ? Có gì mà vui vậy chứ? Cái thằng này làm sao vậy chứ? Bạn nghe nói con muốn đi Mỹ thì làm sao? Con vẫn muốn phá hoại gia đình ba người nhà Lâm Tiêu sao? Bà nói cho con nghe một câu thôi, không được đi. Con cũng thể hiện thái độ rõ đi, không tấm được. Muốn tao thích chết hay sao chứ? Cái thằng này. Chú Kim à, bình tĩnh, đừng giận dữ, uống nước đi. Do từ nhỏ chú chiều hư lắm rồi. Con coi bụi dạng không có về cái gì không? Coi lời cha mày nói là gió thổi qua tai à? Được, bà nói như vậy, cứ để nó thổi qua tai luôn đi. Nếu không đi thì không kịp chuyến xe đâu. Cương Tử, chú Kim à, chú Kim, bình tĩnh, mày ra đây cho tao. Chú Kim à, chúng ta không chấp chặt cổ. Chú Kim à, chú Kim, bình tĩnh, mày ra đây cho tao. Để sau mình hãy nói, được không? Ngày nào nó chưa bỏ ý định đó, chú sẽ không rời khỏi đi. Los Angeles, đang yên đang lành, đi Mỹ làm gì chứ? Lâm Tiêu à, em khỏe không? Tục Cương à, chào anh, em vẫn ổn. Con trai có khỏe không? Thằng bé khỏe, cảm ơn anh. Cảm ơn gì chứ? Dù gì nó cũng từng là con trai anh đó. Lâm Tiêu à, trước đây anh đã nói lời tuyệt tình. Lúc đó anh giận quá mất khôn rồi, mất lý trí. Em đừng để bụng nha. Lần này em gọi cho anh là gì? Em nghe ba nói anh muốn qua Mỹ tìm em. Đúng vậy, em coi bên đó có cần gì không, anh mang qua cho em. Anh bình tĩnh lại, nghe em nói hết được không? Được rồi, nói đi. Em không biết, có phải em trả lời thư của anh khiến anh có hiểu làm gì không? Em không hy vọng gì chúng ta có gì đó chưa kết thúc. Em không hy vọng anh qua Mỹ kiếm em. Tại sao chứ? Bây giờ em sống rất hạnh phúc. Nếu như anh hiểu làm gì, em xin lỗi. Cảm ơn anh đã từng lo cho em, cho em những ký ức đẹp đẽ nhất. Cảm ơn anh. Tạm biệt Tục Cương. Định mệnh cuộc đời anh sẽ xuất hiện mà thôi. Kim à, chú làm gì vậy? Chú nói con biết đi, con kiếm giúp chú. Chú gõ cửa cả ngày rồi, nó không thèm trả lời. Bên trong không có động tĩnh gì, chú sợ có chuyện gì đó. Chắc không có chuyện gì đâu. Cậu ta không ra ăn gì sao? Không lẽ không ra ngoài đi vệ sinh? Không có, con mau kiếm đồ giúp chú đi. Chú phá cửa vô, không cần mất sức về đâu. Chỗ Tiểu Kiếm có chìa khóa dự phòng.
Không sao hết, đây là ngồi thiền. Không phải chứ, làm gì ngồi thiền mà cả ngày không ăn uống gì? Như vậy là ý gì chứ? Cương Tử à, ra ngoài ăn miếng cơm, uống miếng nước. Như vậy là ý gì chứ? Cương Tử à, bây giờ... Được rồi chú kia, mặc kệ cô ấy, cứ để cô ấy ngồi thiền ở đây đi. Có người ngồi thiền mà. Thiền thiền, không ăn uống gì sao được chứ? Lát nữa đói sẽ ra ăn thôi, mặc kệ cô ấy. Được, con biết rồi, con hứa với ba. Về thời gian và địa điểm ba gửi qua cho con. Được rồi, con biết rồi. Mẹ à, sao mẹ lại tới đây? Con có chút chuyện, lát nữa con sẽ gọi lại cho. Lôi Lôi à, con vẫn là bảo bối của mẹ đúng không? Có phải con gần gũi với mẹ nhất không? Đúng rồi, sao vậy chứ? Sao mẹ lại đột nhiên hỏi vậy? Bà con đó, thật không có lương tâm mà. Bà con lại làm sao nữa chứ? Ông ấy sắp kết hôn rồi. Ai lại muốn kết hôn với ông ấy chứ? Người ta kiếm một người khoảng 40 tuổi, mới quen biết vài tháng, đã đi đến kết hôn rồi. Nữ luật sư kia sao đồng ý lấy ba con chứ? Cô ta không biết ba con là người của mẹ hay sao? Mẹ chỉ nói cô ta là luật sư mà. Sao con lại biết chứ? Bởi vì con là nữ luật sư, con đoán mà. Vậy là con đã biết rồi. Con còn đứng đó giả vờ giả dịch với mẹ nữa. Con là đồng loại với ba con để chọc tức chết mẹ đúng không? Có phải muốn mẹ tức chết hay không? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Gì dạ? Đứng ngoài hành lang đã nghe cái giọng quen thuộc của dì rồi. Biết ngay là gì mà. Đẹp khoe xấu che. Dì làm sao vậy chứ? Sao lại giận vậy? Không nên tức giận đâu. Tức giận sẽ có nếp nhăn đó. Em chụp tức gì phải không? Chắc chắn là em rồi. Đều là do em chụp tức gì. Quỳ xuống xin lỗi. Tự giảm một cái đi. Anh có chuyện gì? Không có thì biến. Em biến. Anh biến. Em biến. Anh biến. Em biến. Được rồi. Bây giờ làm sao vậy? Có chuyện gì anh mau nói đi. Anh không muốn nói với em. Gì à? Trong nhà tụi con có một tên thần kinh tên Kim Tục Cương. Gần đây cậu ta phải chịu tổn thương về tình cảm. Cậu ta là kẻ si tình. Cậu ta cứ giam mình ở trong phòng. Một ngày một đêm không ăn uống rồi. Mẹ em vốn trong lòng đang có chuyện buồn. Làm gì quản được cậu ta chứ? Visa của cậu ta chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Sao cậu ta lại tuyệt thực? Con đừng quản nữa. Vậy sao mày chịu nổi quản được cậu ta chứ? Visa của cậu ta chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Sao cậu ta lại tuyệt thực đó? Đúng vậy. Con dẫn dì đi coi sao. Dì làm vài món ngon cho cậu ta. Tâm trạng mẹ thay đổi nhanh quá rồi đó. Đồ ăn chuẩn bị hết rồi. Dì hay có đầu bếp trổ tài. Mẹ xử lý chuyện của bản thân trước có được không? Đủ món rồi đó. Ăn cơm thôi. Em hoàn hồn rồi à? Không phải tuyệt thực cho chết đói sao? Em đâu có ngu đâu. Em cần suy nghĩ. Nhưng mà con làm vậy có ý gì chứ? Từ nay đừng làm mấy trò hù người đó nữa. Cậu lo lắng chuyện visa sao? Cô ấy kết hôn với gã kia rồi. Vậy là không đi Mỹ nữa đúng không? Hay lắm. Vậy thì tốt rồi. Thằng nhóc này, đa tạ, cảm ơn mọi người quá. Nhờ có mọi người, thằng nhóc này cuối cùng đã tỉnh ngộ rồi. Mọi người ăn cơm đi nào. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi nào. Tương tự, ăn nhiều vào.
Trung tâm nghiên cứu mệnh lý châu Á. Vấn đề của cậu nằm ở đây. Bị một người phụ nữ đánh cắp trái tim. Đừng khóc. Đừng khóc nữa. Ngồi xuống. Đại sư à, ngồi xuống khóc. Có phải cậu muốn biết làm sao mà tôi biết hay không? Tôi rất muốn biết. Nghe. Nghe. Tôi nghe thấy âm thanh trong trái tim của cậu. Ông nghe thấy âm thanh trong lòng tôi. Chi bằng chúng ta thử coi. Nào nào. Lại, càng nhỏ càng tốt. Rồi đi cho tôi. Rồi, bà ta rấu thành một cái chỉ thoảng. Đây rồi. Sông Mộc Lâm. Tên một chữ tiêu. Đại sư à, tôi nên làm thế nào đi? Cậu muốn làm thế nào? Tôi ngồi thiền ở nhà mấy ngày rồi. Tôi muốn nghĩ thông suốt, nhưng tôi không thể nào làm được. Đêm nào tôi cũng thức trắng đêm không ngủ được. Cầm cái này về. Trước khi ngủ nghe âm thanh của nó. Sau đó lại tới tìm tôi. Đại sư à, cái này bao nhiêu tiền? Vô giá. Vô giá là bao nhiêu tiền? Vô giá chính là vô giá. Cảm ơn đại sư. Tư tưởng về rồi à? Con đi đâu cả ngày nay vậy? Ta đang nói với con đó. Con mau đứng lại. Ngồi xuống. Ta nói với con chuyện này. Ba cho con coi thứ này. Hy vọng nhìn thấy con sẽ hiểu. Nhìn cho kỹ. Cái này nghĩa là gì? Ba nguyền rủa con hay sao chứ? Nguyền rủa gì chứ? Đây là cầu may cho con. May mắn ở chỗ này vậy? Cái này con không nhìn ra hay sao chứ? Có nghĩa là gì? Sớm có đối tượng. Sao con lại nhìn ra đối tượng sắp chạy mất? Sớm có đối tượng. Có phải không? Con coi thử. Đối tượng sắp chạy mất. Cũng đúng mà. Sớm có đối tượng. Tư tưởng. Con muốn làm gì chứ? Xuống ngay. Đại thượng à, mau vô đây. Buông con ra. Chú Kim à, hai người đến làm gì vậy? Đâu muốn treo cổ tự sát đó. Con mau giúp chúng giữ chặt nó. Chú Kim à, hai người đến làm gì vậy? Đâu muốn treo cổ tự sát đó. Mẹ ra ăn táo đi. Vì nãy vẫn còn vui vẻ mà. Sao bây giờ lại? Con nói trong những bộ phim này chỉ toàn đàn ông thay lần, tìm một người trẻ hơn. Lôi Lôi à, mẹ nói cho con biết, ba con mà kết hôn, con không được đi. Cái này sợ là con hứa với ông ta rồi sao? Thứ bảy tới, ông già chết tiệt đó, hành động cũng nhanh lắm. Con nói thật, mẹ thực sự nên bắt đầu cuộc sống mới của bản thân mẹ rồi đó. Phải mau chóng nghĩ cách, nếu không sớm muộn sẽ có chuyện mất. Chú Kim à, ngồi đi. Chi bằng con đi tìm một bác sĩ tâm lý, điều trị nói chuyện với cậu ấy.
Các con nói vô ích thôi. Tiểu Cao à, con là thành phần tri thức cao cấp, phải hiểu trọng điểm. Chú nghĩ trọng điểm là gì chứ? Cháu nội, vậy nghĩa là gì? Tiểu Cao, chỗ con sẽ quen được nhiều cô gái trẻ. Mau kiếm một cô cho nó đi, để nó kết hôn. Sinh một đứa con thật sự, vậy là tốt đẹp rồi. Cách này con đã thử rồi. Mấy ngày trước con đưa cậu ấy ra ngoài, cậu ta còn chẳng thèm nhìn. Phải tùy nó thôi, hay thế này, con kiếm cho nó một cô nóng bỏng nhất, chủ động một chút. Chỗ của tụi con đi kiếm mấy cô gái làm thẩm mỹ, đúng là có vài cô đẹp thật. Không không, phải nguyên kiện. Nguyên kiện sao? Cậu có yêu cầu gì khác không? Con gái nhà lành. Để con gọi điện cho vợ trước của con, nhờ cô ấy giúp. Y Nhiên à, anh có một chuyện nhỏ này, em có thể giúp anh một tay hay không? Em thử coi, trong hội quán nghệ thuật chỗ em đó, có cô nào còn trẻ độc thân hay không chứ? Giới thiệu một cô cho Cương Tử. Điều kiện gì à? Chắc chắn là những cô chưa thẩm mỹ. Con gái nhà lành, sinh sau năm 70. Sinh sau năm 70 không có, sinh sau năm 60. Y Nhiên à, tốt nhất là đừng có sau hơn nữa. Nếu còn sâu hơn, không phải giới thiệu đối tượng cho Cương Tử, mà là giới thiệu mẹ kế cho cậu ta mất. Vậy tiện thể hỏi cũng được. Không phải chứ, chú. Em đợi một chút Y Nhiên. Có hơi loạn, nếu như có cô nào sinh năm 50, em cũng để ý giúp anh nha. Chú Kim à, rốt cuộc chú tìm cho ai vậy? Là cho Cương Tử hay là 50? Em cũng để ý giúp anh nha. Chú Kim à, rốt cuộc chú tìm... Cả hai. Alo, ai vậy? Cương Tử à, cậu ngủ mê đó hả? Visa đi Mỹ tôi đã làm xong cho cậu rồi. Không cần visa nữa. Không cần nữa. Chị nghĩ là sao? Tôi không đi Mỹ nữa. Làm sao vậy? Cậu ta nói không đi Mỹ nữa. Không cần visa. Vậy là rõ ràng rồi. Anh ta đi Mỹ để tìm một cô gái. Bây giờ người ta không cần cậu ta nữa. Tổn thương rồi đó. Không thể nào. Sao lại không thể nào? Hôm qua Cao Đại Thượng còn gọi cho tôi. Cho tôi giới thiệu đối tượng cho anh ta đó. Tiếp tục Cương mà cần giới thiệu đối tượng. Đừng có giỡn nữa. Cậu ta không đào hoa lắm hay sao? Tính nói cậu ta đúng đã vậy rồi. Tôi nghe nói một cô gái khiến anh ta đổi tính. Bây giờ si tình tới sinh bệnh rồi. Vậy sao? Sinh tình à? Chị Hoa, ánh mắt chị không đúng rồi đó. Chị có phải có ý gì với Kim Cục Tư rồi không? Cô nói gì vậy chứ? Tôi lớn tuổi hơn cậu ta. Lớn hơn có mấy tuổi, hay chúng ta còn chuyện gì không nói ra được chứ? Hơn nữa, anh ta cũng đẹp trai mà. Chỉ có một chút tật xấu, bây giờ thay đổi rồi. Còn có gì kén chọn chứ? Mà phải nói, vì này nói chuyện điện thoại, thấy ủ rũ lắm. Đau khổ mà, đương nhiên phải ủ rũ rồi. Tôi nghe nói anh ta ở nhà ngồi thiền mấy ngày liền. Đang làm tôi đi thăm cậu ta thôi. Tư cách là bạn. Được, tư cách là bạn. Tư cách là bạn. Tư cách là bạn. Vào đi. Kim Tụng Cương đâu rồi chứ? Vẫn đang ngủ. Giờ lại mấy giờ rồi vẫn còn ngủ. Gần đây nhịp sống của cậu ta rất rối loạn. Mấy ngày trước còn ngồi thiền không ngủ. Bây giờ thì đặt mông xuống là ngủ hơn 30 tiếng rồi đó. Tôi tới đưa hộ chiếu cho cậu ta. Cô đi đưa đi. Ở bên trong đó.